Chuyện Đông Tây kỳ thú đã trở lại rồi đây. Không biết hôm nay câu chuyện nào kỳ thú ta? Câu trả lời sẽ có ngay sau đây. Quý vị ơi, câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay là một câu chuyện chắc chắn rất là được các chị em phụ nữ quan tâm. Tại sao? Tại vì đó là câu chuyện liên quan đến việc giảm cân. Với thân hình đồ sộ nặng 115kg thì một người đàn ông tại Trung Quốc đã áp dụng cách giảm cân kỳ lạ để có một cái thân hình rắn chắc và đầy sức sống sau một khoảng thời gian kiên trì luyện tập. Ôi, hình như dạo này mình cũng tăng cân phải không ta? Phải đi học hỏi cái cách này liền mới được. 4 năm trước, ông Song Yên ở thành phố Cát Lâm, Trung Quốc có trọng lượng lên đến 115kg khiến cơ thể trở nên nặng nề và chậm chạp. Thế nhưng 4 năm sau, ông đã có một thân hình rắn chắc và đầy sức sống. Tất cả đều nhờ vào phương pháp tập luyện đổi đá khác thường. Thay vì áp dụng những phương pháp giảm cân phổ biến mà nhiều người hay dùng, cứ mỗi buổi sáng, người đàn ông sinh năm 1962 này lại đội hòn đá nặng 40kg trên đầu, đi bộ 3km xung quanh công viên gần nhà. Hành động lạ lùng của ông khiến nhiều người ngạc nhiên và cảm thấy hiếu kỳ. Tuy nhiên, họ còn bất ngờ hơn nữa khi biết rằng phương pháp vừa đi vừa đổi đá đã giúp ông giảm cân được đến 30kg sau một thời gian kiên trì tập luyện. À, thì ra đây là cách mà người đàn ông này đã sử dụng để giảm cân hả? Đúng là có 102 phải học quý vị. Cái phương pháp có thể là kỳ lạ, nhưng mà Kim Quý rất là khâm phục tính kiên trì của người đàn ông này. Và nói đến sức kiên trì á, thì cô Stacy Kozer cũng là một minh chứng sống. Cô gái người Mỹ này tuy là bị bại liệt, nhưng cô ấy đã thành công trong nỗ lực chinh phục những cung đường ở trên ngọn núi cao tới 3.000m. Vài năm trước, chị Stacy Kozo ở bang Ohio của nước Mỹ bị liệt nửa thân trái do một tai nạn giao thông. Các bác sĩ lúc bấy giờ cho rằng với thể trạng yếu ớt, Stacy sẽ không thể nào đi lại được nữa. Tuy nhiên, không đầu hàng số phận, chị đã kiên trì tập luyện để rồi vài năm sau, Stacy đã bắt đầu một việc mà không ai có thể tin được. Đó là thực hiện một chuyến đi bộ đường dài trên dãy núi Appalachian cùng với cặp gậy chống đỡ và một thiết bị hỗ trợ vận động ở chân. Chị Stacy đã biến ước mơ tưởng chừng như không thể thực hiện trở thành hiện thực. Chị vượt qua những đoạn đường đất đá hiểm trở và từng bước chinh phục những cung đường trên ngọn núi có độ cao 3.540m. Mặc dù tự nhận định đây sẽ là chuyến hành trình kéo dài và có rất nhiều khó khăn, song Stacy cho biết chị sẽ chinh phục được nó từng chút một. Bởi chị muốn truyền tải đến mọi người thông điệp rằng ngay cả một người bị liệt cũng có thể leo núi thì không có điều gì là không thể thực hiện. Tiếp theo sẽ là một câu chuyện kỳ lạ về một nghệ sĩ người Mỹ. Quý vị ơi, với niềm đam mê tạo hình ở trong các hang động, nghệ sĩ Rapolet đã dành hơn một phần tư thế kỷ để tạo ra một hệ thống hang động tuyệt đẹp nằm sâu ở bên trong sa mạc ở phía bắc của bang New Mexico. Chỉ với vài dụng cụ đơn sơ và một con chó làm bạn đồng hành, nghệ sĩ Rapolet đã miệt mài làm việc trong suốt hơn 25 năm để cho ra đời những tác phẩm nghệ thuật đẹp đến ngỡ ngàng. Người đàn ông sinh năm 1940 này cho biết, mỗi ngày, ông dành rất nhiều thời gian cho việc điêu khắc, chạm trổ và tạo hình những khối sa thạch thành những hoa văn đầy nghệ thuật như thế này. Thoạt nhìn, lối vào của những hang động này trông không có gì khác biệt so với cửa của các hang động bình thường khác. Nhưng bên trong là cả một không gian nghệ thuật thoáng đãng với những tác phẩm chạm trổ, điêu khắc đẹp mắt. Bên cạnh đó, nhờ lấy được ánh sáng tự nhiên mà tất cả các tác phẩm ở đây trở nên sống động hẳn lên. Không những thế, nghệ sĩ Rapolet còn thiết kế hang động như một nhà ở thông thường với đầy đủ tiện nghi, từ nhà bếp, phòng ngủ đến hệ thống nước sinh hoạt, wifi và hệ thống sưởi ấm. Và cuối cùng sẽ là một câu chuyện hết sức thú vị tại đất nước Paraguay. Quý vị ơi, chắc hẳn là không ít người sẽ tỏ ý hoài nghi khi nghe nói đến nhạc cụ làm từ vật liệu tái chế phải không ạ? Họ sẽ cho rằng là nếu không có vật liệu tốt thì làm sao mà những cây đàn, những cái trống có thể phát ra âm thanh trầm ấm, du dương được, phải không quý vị? Thế nhưng, ở trên thực tế, ở đất nước Paraguay lại có một ban nhạc với đa số thành viên đều là trẻ em nha. Và các bạn nhỏ này chuyên biểu diễn bằng các loại nhạc cụ tái chế. Trong một ngôi nhà nhỏ ở thị trấn Quechura, ngoại ô thủ đô Asunción, các thành viên của ban nhạc tái chế Quechura ở độ tuổi từ 8 đến 19 đang say sưa tập dượt.
Điều đáng chú ý ở đây là những cây đàn hoặc kèn mà các em đang sử dụng đều trông rất cũ kỹ, bởi chúng được làm từ những loại phế liệu thu gom ở các bãi rác gần đó. Cách đây vài năm, những nhạc công nhỏ tuổi này cùng hàng ngàn trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại thị trấn Khetura ngày ngày phải bươn chải để tự kiếm sống. Với các em, những cây đàn, cái trống còn đắt giá hơn cả ngôi nhà mà các em đang ở. Cảm thương những đứa trẻ cơ nhỡ, nhạc sĩ Fabio Chavez đã nảy ra ý tưởng thành lập ban nhạc và tự chế nhạc cụ từ các loại phế liệu cho các em sử dụng. Ông Fabio Chavez cũng là người tổ chức các buổi hòa nhạc, tạo điều kiện cho học viên tiếp xúc với công chúng. Nhờ đam mê chơi nhạc và được đào tạo bài bản, các nhạc công trẻ tuổi của ban nhạc tái chế Ketura đã nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của khán giả trên khắp đất nước Paraguay. Thậm chí, ban nhạc còn được mời lưu diễn ở nhiều nơi trên thế giới. Wow! Đúng là những bạn trẻ tài năng phải không quý vị? Và câu chuyện về ban nhạc tái chế cũng đã kết thúc chương trình Chuyện Đông Tây Kỳ Thú ngày hôm nay rồi. Không biết là hồi nãy giờ quý vị thích nhất, ấn tượng nhất là câu chuyện nào ta? Hãy để lại ý kiến của mình ở trong phần bình luận của chương trình được phát lại trên kênh YouTube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Tây Ninh nhé! Và đây chính là khung giờ phát sóng của Chuyện Đông Tây Kỳ Thú. Quý vị đừng bỏ lỡ bất cứ số phát sóng nào để đón xem những câu chuyện kỳ thú hấp dẫn và ấn tượng ở khắp mọi nơi ở trên thế giới nha. Xin chào và hẹn gặp lại.